Xin chào tất cả các bạn. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một phương pháp học từ vựng cũng khá là hữu ích. Đặc biệt là phương pháp này sẽ rất là phù hợp với những bạn bận rộn, không có nhiều thời gian để mình ghi chép, không có nhiều thời gian để mình liệt kê các loại từ vựng. Tuy nhiên thì học từ vựng nó là một cái quá trình tích lũy lâu dài, thì chúng ta có nên kết hợp nhiều phương pháp và không nên quá lệ thuộc vào một phương pháp nào, bởi vì bất cứ một phương pháp nào đều có ưu và nhược điểm của nó. Thì hôm nay như tôi đã nói, tôi sẽ chia sẻ về một cách thức học từ vựng cũng khá là phổ biến hiện nay, đó là phương pháp location. Thì nói tới phương pháp location thì các bạn sẽ hình dung ra, mường tượng ra rằng nó sẽ gắn liền với vị trí. Thì cái phương pháp này đòi hỏi là chúng ta sẽ có một cái sự kết hợp giữa những cái đồ vật ngoài đời thực, những sự vật hiện tượng ngoài đời thực với những cái từ vựng ở trong tiếng Anh. Tôi ví dụ như khi mình không có được cái vốn từ vựng nhiều đó, thì chúng ta hình dung ra căn phòng của chúng ta có một cái bàn, thì chúng ta định vị cái bàn, nhưng mà sau khi chúng ta áp dụng phương pháp này rồi đó, chúng ta gắn cho nó một cái từ vựng đó là table. Thì khi chúng ta hình dung tới cái bàn, ta không gọi nó là cái bàn nữa mà ta gọi là table. Tương tự ví dụ như một quyển sách thì chúng ta gọi là book. Thì những cái lần mà chúng ta tái hiện thông tin về căn phòng của mình đó, mình không nói phòng tôi có một quyển sách nữa, mà mình hình dung nói trong phòng mình có book. Tương tự ví dụ như có một ly nước, glass of water, thì chúng ta sẽ nhìn ly nước thì chúng ta sẽ nói glass of water, chúng ta không nói là ly nước nữa. Thì chúng ta sẽ định vị những cái món đồ vật ở trong phòng của mình bằng những cái cụm từ mới. Thì phương pháp location và phương pháp mind map nên gắn kết, nên combine, nên kết hợp lại với nhau. Tôi ví dụ như sau khi mình đã định vị những cái mốc đồ vật trong căn phòng rồi, thì chúng ta học được từ mới, chúng ta đem những từ mới đó vô trong sơ đồ tư duy, vô trong mind map, và chúng ta bắt đầu phân nhánh cái tàn cây, phân nhánh cái mind map của mình cho nó rộng ra. Tôi ví dụ như mình đã có cái cụm từ là book, cái từ khóa là book, thì chúng ta sẽ dùng mind map để ta phát triển cái vốn từ vựng liên quan tới từ khóa book ra. Ví dụ như là có thể loại nào, type of book, novel, picture, vân vân, rất là nhiều, phải không? Rất là nhiều thể loại sách, history, sách tiểu thuyết nè, rồi sách truyện tranh nè, rồi sách lịch sử nè, sách địa lý nè, scientific book nè, sách khoa học nè, rất là nhiều thể loại. Thì mỗi một cái cụm chúng ta phân nhánh ra, chúng ta sẽ học thêm được một loại từ mới. Ví dụ như cũng liên quan tới sách thì chúng ta sẽ có một cái từ nữa, đó là writer, tức là tác giả của những cái quyển sách đó. Thì chúng ta sẽ liệt kê ra những cái nhóm tác giả đến từ nước nào. Ví dụ như nước Anh thì chúng ta sẽ học qua những cái từ khóa liên quan tới quốc gia, liên quan tới quốc gia, rồi liên quan tới những cái vùng lãnh thổ vân vân. Và chúng ta sẽ học được rất là nhiều điều khi kết hợp phương pháp location và phương pháp mind map. Thì quay lại, phương pháp location là phương pháp chính trong video hôm nay đó. Thì cái cách học là chúng ta sẽ có một cái sự phân chia về cái khu vực địa lý. Ví dụ như ở nhà thì chúng ta sẽ có những cái món đồ dùng, và chúng ta đặt tên, gắn cho nó một cái từ vựng mới. Khi nhìn tới món đồ đó, chúng ta hiện lên trong đầu mình và chúng ta phát âm ra được từ vựng mới, để chúng ta học từ vựng qua những cái món đồ thông thường hàng ngày. Ví dụ như khi đi đến công sở, đi đến trường, đi học, trên đường đi nó sẽ có những cái mốc, thường là ví dụ như cửa hiệu nè, bệnh viện nè, rồi siêu thị nè, bưu điện vân vân, rồi trạm xe buýt vân vân. Thì chúng ta sẽ gắn với những cái mốc mà chúng ta gặp ở trên đường đó bằng những cái từ vựng mới. Ví dụ như gặp bệnh viện, mình hình dung trong đầu mình là hospital, đến một cái trường đại học university, đến một cái cửa hiệu store, rồi đến một cái ngân hàng bank chẳng hạn. Thì những cái mốc mà mình gắn đó nó sẽ hình thành vô trong đầu mình là những cái cụm từ vựng mới.